Rồi, chúc anh em nhiều sức khỏe. Hôm nay giới thiệu tới anh chị em máy lọc không khí xài rất là hay luôn. Anh chị em nên quan tâm đến cái này cho gia đình nhỏ của mình. Mình bỏ trong phòng ngủ, mình ngủ nó cũng ngon giấc hơn. Mình bỏ trong phòng nghe nhạc thì mình nghe nhạc nó cũng rất chi là thoải mái. Hoặc là phòng khách mà phòng kín, mình cũng cảm giác nó thoải mái hơn rất là nhiều khi không khí nó sạch. Mình sẽ mở nhạc lên để anh em mình vừa nghe nhạc vừa nói chuyện cho nó thích hè, có tiếng nhạc nó keng keng tí nó dễ chịu nha. Đây, nghe bằng cối, dòng này có thêm ly cà phê ấm trà này, thì cũng mất thời gian lắm. Anh em mình nghe Chế Linh nha. Phần lớn với bé này. Rồi. Có thêm tí nhạc nữa, không khí khác hẳn nha. Mình nghe Du Dưa và mình nói chuyện về những cái máy lọc không khí ở đây. Thì máy lọc này á, nó không phải hàng mới 100% đâu, nó là hàng bãi Nhật. Thì hàng hàng Nhật, như anh chị em mình biết là người Nhật họ kỹ lắm, nguồn nước rồi là không khí là họ rất chi là kỹ. Họ đã xài cái máy này lâu lắm rồi đó, nhà họ là cứ mỗi phòng là mỗi cái đó, nên là không có lý do gì để mình không xài ha. Nó ngoài cái chuyện lọc không khí thì nó còn có than hoạt tính, nó khử mùi, nó diệt khuẩn bằng cái công nghệ riêng của nó, hoặc là diệt nấm mốc, bù ẩm cho căn phòng của mình đầy đủ độ ẩm, mang lại cái hiệu quả thở nó thoải mái hơn và mình ngủ hoặc làm việc nó thoải mái. Đây là hai cái màu trắng này, mỗi cái mỗi kiểu, anh em thích cái nào thì mình có thể lấy cái đó, mình sẽ ship cái đó cho nha ha. Màu đỏ và màu đen. À, bốn cái máy này thì loanh quanh phòng khoảng 45 mét vuông là hoạt động thoải mái. Đây là cái màu trắng sữa vân sọc ngang, rất chi là nghệ sĩ, nhìn nó khá chi đẹp nha. Đây là cái màu trắng sữa mà vân kim cương, họa tiết kim cương. Cái màu đỏ này thì giống cái màu trắng bên kia này, vân ngang, nhưng mà nó là màu đỏ. À, như là màu đen, hoặc gọi là màu màu than đó. Có vân dọc ha, có vân dọc. Đây, đây công nghệ diệt khuẩn, diệt nấm mốc, ion plasma cutter của Sharp. Rồi, mình xin nói lại những cái tính năng của cái máy này á, là khử mùi, diệt khuẩn, diệt nấm mốc, bù ẩm để cân bằng những cái căn phòng mà thiếu ẩm. Thì mình báo giá để anh chị em cân nhắc ha. Ngoài cái máy màu đen là giá 2 triệu 9 thì ba cái còn lại chỉ có 2 triệu 2 thôi. Và với mức giá trên á, thì mình đã bao ship tận nhà cho anh em và bao là máy hoạt động ngon lành cành đào, không có lỗi lầm gì cả. Cho nên anh chị em cứ yên tâm và đã chuyển qua điện 220 hoàn toàn, cắm trực tiếp và xài. Rồi, giờ anh em mình nha, sẽ nghe cái đoạn nhạc còn lại trên cái băng này. Lớn lên dễ nghe. Còn chẳng kỷ niệm lại đừng. Rồi
thời gian qua lối này chia tay chân tay buồn vác lên vai hành trang đường dài đi nên ra mắt gia nhân cho về âm thanh để anh em có thể gọi điện cho mình để mình tư vấn, về máy lọc không khí để anh em có thể gọi điện cho mình cũng tư vấn tận tình luôn. Thích cái nào thì nói mình để mình chip cho anh em. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.